và đây là không gian thưởng thức của group Việt Celebrity. Đồ ăn được không chị Thảo? Trời ơi, ngon tan chảy. Món thứ tư thôi à? Món thứ tư thôi. Giờ ăn chưa tỉnh không biết ăn ngồi kế bên luôn á. Ăn được không anh Điền? Cảm. Dạ. Anh Danh được không anh Danh? Cảm ơn. Dạ. Dạ. À, mấy bạn nhỏ này cũng là ăn khí thế luôn. Đồ ăn khá có vẻ là hợp khẩu vị. Sau khi ăn tối xong thì Ngọc Châu đã tranh thủ đi dạo phố đêm của Waikiki. Mà đằng sau thì cũng có các anh chị trong phái đoàn cũng có người thì mệt quá buồn ngủ thì đi ngủ trước. Nhưng mà Ngọc Châu thì cũng nói là làm gì làm, về Hawaii thì phải đi dạo đêm, tận hưởng cái bầu không khí và sống trong cái bầu không khí chung của Hawaii đó quý vị. Rất là đông vui và nhộn nhịp đó, thành phố không ngủ. Nhưng mà phải giới thiệu với cả nhà, một trong những cái điểm đặc biệt của Waikiki đó là McDonald's. McDonald's ở đây ấy, quý vị, là chỉ có một cái duy nhất. Dạ đúng rồi, dãy trên đó McDonald's ở đây quý vị đó. Một cái tiệm rất là lớn McDonald's ở đây. Nó có những cái vị đặc trưng riêng của Waikiki nha. Mà quý vị đến đây quý vị phải thưởng thức cái McDonald's ở đây xem nó có gì khác biệt hay không. Chứ từ chiều đến giờ là mấy cháu nhỏ trong đoàn là mê cái McDonald's ở đây lắm. Nói là nó ngon à. Nghe tiếng hát ai thấy quen quen. Quay qua thấy á à, gặp hai người quen. Trời ơi, hai người quen ở đâu ra vậy? Ủa hai chị cũng đi Hawaii luôn hả? Ờ, đúng rồi, tình cờ quá. Trời vui quá. Trời ơi, rất là tình cờ có sự sắp xếp. Tình cờ có sự sắp xếp luôn. Qua đường cũng phải tuân thủ nha, phải có cái vạch người đi bộ rồi mình mới được qua đường nha cả nhà. Ở đây ở Hà Hoa họ phạt á. Lần trước Ngọc Châu đã chứng kiến có người đã bị phạt rồi. Và ở Hà Hoa á, đặc biệt là rất nhiều những cái cửa hàng ABC Store, là nơi này nó bày bán rất là nhiều những cái vật dụng cá nhân, quần áo, bánh kẹo, giày dép quý vị có thể vào mua. À. Cứ một lóc đường là nó sẽ có một cái. Đây, và ở dọc cái bãi biển Waikiki này, cái đường phố này sẽ có rất nhiều cái hoạt động. Một chú bé đang chọc nhân tượng. Hù cái mất hồn liền này. Anh bị hù cái anh mất hồn liền. Ngay trong khu International Marketplace, ngay trục đường Waikiki á, quý vị vào bên trong này. Dạ. Quý vị biết là mấy cái này là cái cây đa rồi mấy cái nhánh á, mấy cái rễ, cái sợi nó ra đó, cái nó cắm xuống lâu năm nó thành những cái gốc luôn. Và nó có tuổi thọ từ hơn 100 năm nha cả nhà. Hơn 100 năm rồi đó. Cả nhà thấy cái cây nó bự ghê không? Lớn lắm. Rất là lớn. Đi vào trong này nó có cái chữ Aloha để chụp hình á. Cái chỗ đó ai cũng tới chụp hình. Cái không gian rất là đẹp, chill lắm. Ngồi đây. Đó, cái cây không? Cái cây đa nó rất là lớn và cái tán của nó rất là rộng, nó bao phủ hết nguyên cái mò luôn. Dạ đúng rồi đó, chụp hình cho anh chị luôn nè, rất là đẹp. Mọi người muốn chụp hình thì vô đây nha. Đó. Và có thể thuê chiếc này ra ngoài đường chạy luôn. Thuê chiếc này gọi số điện thoại nè,
Đó, thuê chạy. Một cái không khí thật là sôi động trên bãi biển Waikiki. Mà mỗi lần đến đây đó, Ngọc Châu cảm thấy rất là hào hứng và rất là enjoy. Mình như mình được relax và mình thoát khỏi những cái bộn bề, những cái mệt mỏi căng thẳng đó cả nhà. Và được đi bộ trên cái con phố này và được hít thở một cái bộ không khí rất là trong lành. Và thật sự là đây là cái đỉnh điểm của mùa hè, nhưng mà nhiệt độ rất là đẹp nha cả nhà. Đây là có những người họa sĩ họ vẽ ngoài đường phố nè. Giờ mình vô chợ đêm đây, vô chợ đêm. Họ bán đây là cái quầy bán đồ chơi. Đây là những cái đồ cho bé cún, những đồ cho mấy con cún nè, đầm Hawaii rồi nè. Rồi đây là những cái đồ thủ công, quần áo, những cái chiếc áo Aloha. Cái chiếc lụa vải rất là đẹp, vải rất là mềm nha các em, vải tôn đó, cái đồ thủ công mỹ nghệ. Và những cái chiếc áo Aloha rất trung bình là khoảng từ 15 cho đến 20 đô. Những chiếc đầm cũng vậy cả nhà. Những cái hạt nít. Yeah, thank you. Yeah. Mango. Họ rất là nice. Họ mời họ quý vị thưởng thức. Ok, thank you. Và ngay trên con phố này nó cũng có những cái dịch vụ quý vị có thể thuê xe đạp để quý vị tự chạy. Quý vị thuê xe rất là đơn giản, ở cuối kia sẽ có một cái máy để quý vị tự trả tiền, tự lấy xe đi xong đến nơi quý vị bỏ xe vào là xong, rất là đơn giản. Và đạp xe đạp này rất là dễ thương, dạo phố đêm hoặc là đi tập thể dục vào ban ngày. Cái cách thức trả tiền cái máy này cũng rất là đơn giản. Ở đây nè quý vị, có những cái hướng dẫn cho quý vị nè. Touch vào cái màn hình, rồi bước thứ nhất quý vị chọn cái plan, rồi bước thứ hai quý vị lấy xe, thứ ba quý vị return, rất là đơn giản luôn đó. Và one way nè, tức là quý vị đi từ chặng này quý vị đến một cái chỗ khác là 30 phút thì là khoảng 4 đô rưỡi. 12 đô là unlimited ride đó, mỗi 30 phút đó. Rồi 30 đô đó, nhiều cái option cho quý vị lựa chọn lắm. Đã buồn ngủ quá rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ về ngủ để sáng mai dậy sớm đi tắm biển, tập thể dục, chạy bộ biển, hít thở không khí và bắt đầu cho ngày thứ hai. Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ hai quý vị nha. Aloha. Aloha. Hello, hello cả nhà. Xin được chào buổi sáng cho ngày thứ hai trong hành trình 4 ngày 4 đêm cùng với Vietcelebrity. Và bây giờ thì Ngọc Châu đã có mặt tại bãi biển Waikiki Resort để bắt đầu cho một buổi sáng thật là trong lành, thật là khỏe. Thì Ngọc Châu vẫn hay chọn cái mời tất cả du khách sẽ xuống biển để cùng tắm biển, đi bộ và hít thở một cái bầu không khí ở một cái nơi mà được mệnh danh là nơi trong lành và khí hậu tốt nhất thế giới, thưa quý vị. Và xa xa thì Ngọc Châu đã thấy có những vị khách đặc biệt của chúng tôi đã khởi động rồi. Đây, nghệ sĩ Ngọc Huyền. Quý vị coi nghệ sĩ Ngọc Huyền rồi thấy chưa? Bình minh lên là chị cũng đã xuất hiện rồi. Đây, đó, MC ca sĩ Thu Thảo. Các chị. Trời ơi, em thiếu gì này là cũng chịu khó ra biển sớm luôn nè. Đó, ra biển sớm. Hôm qua vừa tới là ra biển tắm rồi phải không? Ăn mặc Donald rồi nữa. Nó khám phá còn nhanh hơn mọi người. Đó. Mọi người ra biển rất là vui nha. Một không khí thật là trong lành cho buổi sáng. Và đây,
Múa hula là luôn. Múa hula mà này là hula remix. Bối cảnh đẹp như thế này không thể nào mà. Tuyệt vời. Và quý vị biết là từ cái resort của mình đi bộ đó, từ bên mặt đường chỉ có bước qua đường là mình đã xuống biển rồi. Cả nhà thấy không? Đúng rồi, đó cảnh đẹp đó. Mọi người đang rất là tập trung và năng động trong buổi sáng sớm. Đây là một trong những cái điều mà quý vị biết là chỉ có tại Hawaii quý vị mới cảm nhận được. Chỉ cần buổi sáng 5:30-6 giờ sáng quý vị đi xuống dưới là quý vị thấy là ngay cái bãi tắm của mình luôn rồi. Đó. Rất là tiện nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xuống biển tắm biển nha cả nhà. Thời tiết rất là đẹp và phải nói là cái khí hậu này nó đẹp tuyệt vời vô cùng luôn, là vì nó không có lạnh. Trời nắng ấm lắm. Mình đứng đây mình có thể mình nhúng chân xuống nước nè. Mà vẫn không có lạnh. Và xa xa bên đây là các cô, các chị, các chị, các bà chị của em đang tạo dáng đủ cách thế luôn. Đẹp tuyệt vời. Bình minh chỉ mới hé dạng thôi, chưa có rõ đâu quý vị. Tí nữa khoảng 7:30-8 giờ đó thì thời tiết nó sẽ nắng lên nữa, là tắm nó còn thích hơn nhiều luôn á. Và cái bãi tắm này cứ yên tâm là vì nó có cái kè đó, cho nên là con nít đồ cũng tắm được, không có sợ sóng nha quý vị. Có một chú cá nóc ở đây đang bơi. Ồ, cá này cá nóc hả? Cá nóc. Ồ, cá bự lắm nè. Hay ha, con cá vui á. The fish. Cá nó bơi trong veo luôn, thấy luôn rồi. Đây chú nè, đó con cá kìa. À, quý vị có thể dậy sớm để tạo dáng và chụp cho mình lưu lại những cái tấm hình bikini tại bãi biển Waikiki. Bầu không khí quá đẹp và tuyệt vời. Không gian rất yên bình. Việc Celebrities, hành trình khám phá sự khác biệt.